Vừa mới lắp xong rồi mọi người nhá. Cái cục home wifi thì ở nông thôn ấy thì họ hay dùng ở hai nhà, cho nên là mang cái cuộn này đi rất là ok này. Đấy. Từ nhà đấy ạ, lên nhà trên này. 52 mét. Nếu mà không mang dây đi thì không thể lắp được cái cục home này. Đấy. Mọi người thấy là cái tốc độ của con home wifi nó rất là cao đúng không? Nó hơn 200 mê cơ. Thôi video hẹn mọi người video sau nhá. Xong rồi. Tốn thời gian quá. Xin chào anh em nhá. Đây là cái cục home wifi 196 ZTE 196A của Viettel. Con này thì nó cũng rất là đáng cái đồng tiền bát gạo đấy anh em bỏ ra để mua. Tuy nhiên đấy thì cái thời điểm hiện nay ấy, thì tất cả những cái con home như này ở trên hệ thống Viettel nó sẽ quét anh em nhá. Cho nên khi anh em nào đã mua hoặc là chuẩn bị mua thì anh em lưu ý này. Cái con home này nó ăn theo cái serial ở đây. Ví dụ tên nó sẽ ăn cái con này, nó gán vào cái của nhà A chẳng hạn. Thì cái con này nó phải quét phải đúng cái serial của con nhà A thì nó mới hoạt động được. Và khi mà anh em mua hàng trôi nổi ở bên ngoài về ấy, anh em gắn vào cái cục phát của nhà mình ấy thì sau một thời gian nó sẽ bị ăn lóc, và hiện nay là ở trên hệ thống nó đang quét dần đấy anh em nhá. Và hôm vừa rồi thì em cũng phải đi thu hồi lại hai cái con mà mình lắp nó sai serial đấy. Cho nên là anh em lưu ý khi mà đi mua hàng trôi nổi của Viettel. Đây này. Nó phải ăn đúng cái serial ở đây ạ. Mình bỏ ra mấy trăm nghìn mình mua thì nó không đáng. Bởi hiện nay là có công văn chỉ đạo là phải thực hiện cái này rồi, cho nên anh em lưu ý khi mua nhé. Và hôm nay em sẽ đi lắp cái cục khách hàng gọi là nâng cấp lên home wifi Mac 1 và nâng cấp lên thì được tặng hai cục này nhá. Đây nhá. Một cục này là cục thay cho con chính này. Còn một cục này là sẽ mép qua cái con này. Đấy. Nếu mà anh em nào chưa lắp home wifi thì anh em để ý này, nó có hai dạng để lắp. Thứ nhất là khách hàng dùng các thiết bị nó có sẵn cái thiết bị mà nó mép qua được, ví dụ như con 670i hoặc là con 671i, là cái con này nó cắm vào nó sẽ tự nhận cái con 670. Còn cái phương án thứ hai nữa là khách hàng dùng khác thiết bị home hoặc khác thiết bị ZTE 670 hoặc 671, ví dụ như con 646 chẳng hạn, thì anh em sẽ phải sử dụng một cái con này. Con này đầu tiên nó sẽ là con chính, nó sẽ lắp ở gần con chính. Và con thứ hai này là có nhiệm vụ là nó mét, nó câu sóng qua. Bản chất ở trên sách giáo khoa anh em nhá, thì hai con này nó ở khoảng cách là không có vật cản thì có tầm 14 mét, hai con này nó sẽ mét được với nhau với cái chất lượng là ổn định nhất. Khoảng cách xa thì cái công suất của wifi nó sẽ càng kém đi. Đối với cái khoảng cách mà nó xa ấy, thì anh em sử dụng dây LAN nhé. Dây LAN ở đây nhà khách hàng cũng không biết là khách hàng có hai con này nó có xa hay không, cho nên là em mang sẵn đây là cái dây LAN để phòng trường hợp khách hàng câu xa quá thì
mình kéo thêm dây lan cho họ. Thôi và sẽ đi lắp anh em nhá. Đây đường đi khách hàng đây, nhưng mà đi qua đây một chút đã. Thì lắc không? Vâng. Nào. Ăn đi đây này, vâng. Vâng, đúng ạ. Hết cốm. Mật khẩu của cái hôm này là bên dưới này, 9UX4G77B kết nối password là ZTEGP. Anh em cho luôn kết nối nhé. Địa chỉ IP là 192.168.2.253. Bấm đi. Mật khẩu là admin ZTEGP1943205. Bấm login. Ở đây mật khẩu anh em send đi. Anh em chọn vài phang mép. Cái mode này thì anh em để là control. Bấm apply. Chơi mật khẩu wifi đẩy cho chị chồng. Anh em chọn WLAN này. WLAN. Hoàng Sơn à? Hoàng Sơn này, HS. Hoàng Sơn. HS à? HS in Hoa. Cả HKS đều in hoa. In hoa hết. Rồi. 0904 0964 315 315 875 575. Ok. Apply. Ok. Cắm vào cộng LAN. Cái TV đi là tổng kháng là tôi thêm tính vào. 50.000. Dùng điều trùng bao nhiêu chỉ này, nó có bật chị ạ. Vâng. Hình như hàng tầm hàng này. Vâng. Nếu mà TV thông minh thì ngỏ ăn mày. Hoàng Sơn này, mật khẩu. Vâng. Vâng. Chị ăn đi. Em bữa là bắt bụng vai. Vâng. Khốm khuê nhà ăn. Tốc độ 180 download này. Ui, không có thang rồi.
nâng super net nhưng mà hai nhà chung nhau. Hai nhà chung nhau anh ạ. Bà. Vâng. Nhà mình có man gì hả? Có man không? Có mấy đá đính đi ạ. Man bông cơm keo đó. Vâng, khi ăn xuân mại. Vâng, vâng. Cái wifi đợt linh ố nên mày dạo cho nó phát à, phải lạch lại khăn đi phát cho nó mày bật xiên. Lắp đến đi nó đờ đấy, chúng ta đây nó đờ đấy, đời xiên cực. Ui cái mờ này bò ai. Alo. Bữa cái nào gọi ở ngay cạnh đấy gọi lại chứ nào. À, thế này. Đợi đi đêm à? Thế này. Nó đã uống đã đỡ cái cục wifi bên vai nha. Lỡ do ngàn bao hả? Nó đó. Ở à, phải do ngàn bao mà đưa cho nó phát cho nó khỏe đó. Hào đứt lắm nha anh. Mới đưa đưa khênh khênh vai vai đoàn đoàn đi hay cá nhà nó bắt nó hề. Ví dụ như đẩy vai lên đây bếp bởi lệ lắm nha nó hề bắt. Con nào đớt long đi tên ạ. Đó các bạn. Đây một bộ chạch thì các ngay. Dây nên ở bên mẹ. Cái đất nó cái chiều còn cờ. Cái đất cờ bộ chẹm nhá. Đất nhá. À cờ nhá mình mà giờ. Ờ cờ nhá mình nhá mình. Ờ tức là khi nào mình hào chẹm mình hà dây đi mày. Báo tức là phải bảo vệ hả? À thêm cái bật xe em tổn kém á. Ui. À nó cái ni là cái dây theo chưa có áng ạ. Rồi cách đi, nó cuốn nó to rồi, tao phải cách đi này. Cách đi em đeo lên tí đi cho nó nhờ. Ờ. Ờ, ăn ạ. Thank you.
mưa xa giữa lưng trời hạt rơi xuống hơi căng đấy, không biết đi đường nào rồi. Tôi qua đây đi. Hơi căng nha. Khó vào thật đấy. Không có đường đi. Rồi đi như này này. Khoan à? Khoan đi đâu? Khoan đi là khoan tương cho mảnh gỗ quá. À. Khoan em. Mày bánh vít hả? Bánh vít à? Ờ. Đâu không khoan là khoan tương. À, nếu chị Hảo em đón đen cho mày. Đón đen em có đen chắc lắm. Nào nào, hãy cứ đẩy chân ông là. Vào đây.
Trước đây thì nhà em buộc như này thôi. Buộc như này để buộc nhẹ thôi nhỉ. Đấy. Vâng, chị ăn. TV ớt linh bắt ăn wifi nhắm bắt ăn hay ngỏ ăn xoáy mãi mời vâng mẹ nó to nhà nó một cái chim mạng này là y hay y thể là chia sẻ ăn nó với cái tivi nữa à ớt linh xoáy mãi Bây giờ phải tìm cái vị trí đặt wifi nhé mọi người. Ở đây. Tuần vào đây thì nó khó bắt nhỉ. Chắc để tầm này. Để trong này là. Kể ra hai cái wifi này cũng xa dây phết. Trèo bo thôi. Hôm nay không có thang. Ây da, mẹ căng phết nhá. Cái dây lan này thì anh em để trùng trùng đấy, không cần phải buộc chặt. Không cần phải căng quá. Ah,
Ôi trời ơi. Bực nhỉ. Lộn thùng phèo này. Đất long đi bạn, đất long khênh à. Mình nghe gọi mấy cuộc vậy? Lòng lòng bị tố má. Vâng ạ. Ôi mát lên đi nhá. À, về cái đó chứ không bỏ. Ăn đó. Trong đeo ăn đó. Đeo nó. Đeo vào nó. Đeo ăn đi đeo. Đeo cửa nữa mà. Đeo cửa. Đeo cửa. Cái đeo nó nữa. Ôi, cậu man. Đi ra lắm. Ăn đó. Cái cả
Chơi game. Alo. Đây chị ạ. Nó điều khiển ạ. Cái đài chi nó hơi hay khó ngỏ đó. Để bới nhà cư tâm xuống đi xa hơn rồi. Hết ốc cắm chưa? Gọi tính lấy như bữa nó đó. Hey, no.
thế có mà cái tàn dầu của mù đi là dù nó thu áo này cu áo cái này chứ là nó bữa có mưa chưa? Cái điều khiển là nó do điều khiển TV á. Cái này mật khẩu như nhắc lên đó. À nhắc đến đó. Chống khá. Ôi ấp pin. Đây bấm. Cá chữ H và chữ S đều hoa nhỏ. Đều hoa ấy. Không mấy chị cho? 0904. Rồi. 3100. Rồi. 8700.